Chào mừng các em đã đến với trang lời giải hay.com Ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn cho các em học bài Huyện trìa, đề hầu, thầy nghêu, mắc lỡ thị hến, trích, nghêu sò ốc hến, khuyết xanh, sách giáo khoa ngữ văn 10, bộ sách, trần trời sáng tạo Đến với câu hỏi số 1 trang 139 như sau nêu các đặc điểm của tuồng đồ được thể hiện qua văn bản huyện chia đề hầu thầy nghêu mắc lõm thị hến vậy thì các em hãy đọc kỹ lại văn bản và đọc kỹ lại đặc điểm của tuồng đồ tại phần tri thức ngữ văn để có thể trả lời được câu hỏi một này nhé ta nhận ra các đặc điểm của tuồng đồ được thể hiện qua văn bản như sau trước hết là đề tài lấy đề tài trong cuộc sống đời thường ở đây chính là việc ba nhân vật huyện chìa đề hầu và thầy nghêu hàm mê nữ sắc để rồi phải tự gánh hậu quả đối với nhân vật thì nhân vật chính thường có danh thương nghề nghiệp như là huyện chìa đề hầu và thầy nghêu tính cách của nhân vật không thay đổi xuyên suốt cả đoạn tuồng về lời thoại thì có đủ cả độc thoại đối thoại và bàn thoại cuối cùng là Văn bản ngày hôm nay được dựng nên từ tích truyện nghêu sò ốc hến đến với câu hỏi số 2 như sau. Phân tích nguyên nhân, làm nảy sinh, phát triển mâu thuẫn giữa các nhân vật và các giải quyết mâu thuẫn trong văn bản trên. Vậy thì các em hãy đọc kỹ lại toàn bộ văn bản để trả lời được câu hỏi 2 này nhé. Ta nhận ra nguyên nhân làm nảy sinh và phát triển mâu thuẫn giữa các nhân vật đó là cả ba nhân vật, huyện Trìa, Đề Hầu và Thầy Nghêu đều ham mê thị hến. Các giải quyết mâu thuẫn đó là cả ba nhân vật, đều bị thị hến cho vào chồng tự phân xử với nhau. Đến với câu hỏi số 3 như sau, phân tích tính cách của nhân vật thị hến trong lớp tuồng 19. Vậy thì các em hãy đọc kỹ lại văn bản và chú ý những lời thoại của nhân vật thị hến nhé. Trước hết ta nhận ra thị hến là một người phụ nữ quá chồng, thông minh và nhiều mưu mẹo, bản lĩnh. Khi biết cả ba người đàn ông đều mê mẩn mình thì cô đã tìm cách lừa cho ba ông và khiến cho cả ba ông tự xử lỗi lầm của mình. Tuy nhiên, Thị Hến cũng là một người biết giữ gìn phẩm hạnh, qua câu giữ tiết hạnh một đường cho tọa, nỗi nhân duyên đôi chữ không màng. Câu hỏi số 4 có nội dung như sau. Bình luận về tiếng cười toát ra từ tình huống mắc lỡm của các nhân vật. Thầy Nghêu, Đề Hầu, huyện Trìa trong lớp tuần này. Vậy thì các em hãy chú ý tình huống mắc lỡm của ba nhân vật trên nhé. Ta nhận ra được tiếng cười toát ra từ tình huống mắc lỡm của ba nhân vật trên là ba tiếng cười châm biếm, mỉa mai vì quá ham mê sắc đẹp mà tự mình làm hại mình. Tiếng cười ấy còn là sự chế giễu khi ba người chức cao vọng trọng đứng đầu một huyện lại có những hành vi Vi phạm thuần phong mỹ tục phải không nào? Đến với câu hỏi số 5 có nội dung như sau. Ở một số dị bán khác, nhân vật thầy nghêu được thay bằng nhân vật lý trưởng, Lý Hà. Vợ tuồng kết thúc trong cảnh các bà vợ của huyện Chìa, Đề Hầu, Lý Hà bất ngờ xuất hiện và sĩ vẽ các ông chồng dạy gái. Sự khác biệt giữa các dị bản giúp bạn hiểu thêm điều gì về đặc điểm của tuồng đô? vậy thì với câu hỏi này các em hãy nêu lên quan điểm cá nhân mình dựa vào đặc điểm của tuồng đồ đã biết trước nhé chúng ta thấy rằng sự khác biệt giữa các dị bản như vậy giúp người đọc hiểu về một trong những đặc điểm của tuồng đồ đó là phương thức truyền miệng chính là vì truyền miệng nên các vở tuồng có nhiều dị bản khác nhau phải không nào đến với câu hỏi số 6 như sau có người cho rằng nghèo sò Hến có đến hai cảnh sự án. Cảnh thứ nhất là do huyện Chìa xét xử ở lớp 13. Cảnh thứ hai là do thị Hến và huyện Chìa đề hầu thầy nghêu xử lẫn nhau. Cho biết ý kiến của bạn về nhận định trên. Vậy thì đối với câu hỏi này, các em hãy đọc lại hai văn bản huyện Chìa đề hầu thầy nghêu mắc lỡm, thị Hến và văn bản huyện Chìa sự án để có thể nêu lên nhận định của mình nhé. Chúng ta thấy rằng nhận định trên là đúng bởi vì trong văn bản huyện chia sự án là do huyện chia sự án vụ sữa vợ chồng trùng sò và thị hến. Đến với văn bản này là huyện chia đề hầu thầy nghêu mắc lẫn thị hến thì cả ba thầy đã mắc bẫy của thị hến và tự xét sự lẫn nhau. Bài tập cuối cùng trong bài học ngày hôm nay chính là bài tập sáng tạo Vẽ tranh hoặc dựng một hoạt cảnh lấy cảm hứng từ vỡ tuồng, nghêu xóa ốc hến Với bài tập này thì dựa vào khả năng của từng bạn thân mỗi người các em nhé Cô sẽ cho các em xem một hình tranh như sau Vậy là cô và các em đã cùng nhau hoàn thành xong nội dung bài học ngày hôm nay các em hãy truy cập vào trang lời giải hay com để xem chi tiết các bài giảng khác nhé còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong những bài học lần sau